Vâng, xin chào quý chị quý khách hàng. Chào mừng quý anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Minh Nghiên ô tô của em Nghiên nha. Thì sau lưng em Nghiên đây là mẫu dắt N650 Blade, có tải trọng là 6,5 tấn và kích thước thùng là 6m2 nha quý anh chị. Thì hiện tại con dắt N650 Blade này em cập nhật đến quý anh chị giá cả của nó là với phiên bản thùng kính như này thì giá nó là 659 triệu, và phiên bản thùng bạc thì nó sẽ thấp hơn 5 triệu là 654. Chương trình khuyến mãi hiện tại của con dắt N650 Blade này là được giảm 20 triệu tiền mặt nha quý anh chị. Thành thử ra là đối với phiên bản thùng kính là nó còn lại là 639 và phiên bản thùng bạc là 634. Đó. Cái giá cả đó thì chưa có chi phí giấy tờ nha quý anh chị. Chi phí giấy tờ thì nằm đâu đó khoảng 20 triệu. Đó. 20 triệu là xong toàn bộ giấy tờ, có bao gồm cả định vị và phù hiệu làm biển số vàng nha quý anh chị. Thì cái giá cả trên là em nói đến quý anh chị đó là đời 2023 nha quý anh chị, đời xe là 2023. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu về xe này á, hiện tại xe này được trang bị là động cơ Cummins, được bảo hành đến 5 năm và 150.000 km. Dung tích động cơ là 3.7 lít thì khá là rất là được ưa chuộng trên thị trường ở bằng phân khúc tại 6 tấn cho 7 tấn nha quý anh chị. Con dắt N650 Blade này á, thì được ưa chuộng hiện tại rất là ưa chuộng ở phân khúc 6 tấn 7 tấn. Đó. Lát nữa em sẽ quay sơ lược cho quý anh chị xem về lại kết cấu chi tiết và về cabin, khung gầm và thùng xe, nội thất rồi xe rồi đó. Thì cái hiện tại ngân hàng đang là bắt đầu giảm lãi suất rất sâu nha quý anh chị. Sau khi là bị kiểu như ngân hàng đồ là nó đồng loạt nâng lãi suất là về cái diễn biến tài chính gì đó, kinh tế thì em không có rành, nhưng mà hiện tại thì lãi suất đang giảm, là đã giảm và giảm rất sâu, nên lãi suất hiện tại rất là tốt để mình đầu tư xe nha quý anh chị. Hiện tại nếu mà ngân hàng VB Bank thường tụi em cho vay cái mẫu xe dắt này thì còn lại lãi chỉ đâu đó khoảng 10.9 là một năm thôi, là khoảng 0.8 đến 0.9 là một tháng đó. Là như 10 triệu thì quý anh chị chỉ được chịu khoảng 800 ngàn tiền lãi nha. 10 triệu thì 80 ngàn tiền lãi nha. Em xin lỗi. 800 ngàn tiền lãi một tháng, khoảng cỡ đó. Thì bây giờ em Nguyên sẽ quay đến quý anh chị, giới thiệu với quý anh chị cái sơ bộ về vẻ bề ngoài, khung gầm và nội thất của xe. Đó, như quý trước mắt quý anh chị thấy là xe là có thương hiệu dắt nằm chính giữa nè, được mạ chrome vàng. Trên này thì có số loại của mẫu dắt N650 này. Bên đây thì có chữ C nè, chữ C là tượng trưng cho động cơ Cummins của động cơ dòng xe này sử dụng nha quý anh chị. Đó. Phía dưới cản thì sẽ được trang bị thêm bóng đèn cản, đèn sương mù. Rồi bên hông xe thì mình sẽ được trang bị một cái đèn xi nhan. Nối thêm vào đèn thì cụm đèn pha cốt và đèn xi nhan, đèn rami của con dắt này nó được trong một cụm nha quý anh chị. Hầu từ tải 1,9 tấn đến dòng tải 9 tấn thì cái dòng dắt đều là thiết kế cụm đèn như vậy. Và cái dòng gương của con dắt N650 rất là lớn nha quý anh chị. Đó, nó có cả gương cầu lồi ở phía trước nè, gương phẳng và gương cầu lồi ở gương chiếu hậu. Đây là cái gương này quý anh chị. Gương rất là lớn, nó quan sát rất là dễ nha, tầm quan sát rất rộng. Về phần lớp xe thì trang bị lớp là lớp được của Casio Mina và kích cỡ lớp là 825/16 đối với dòng 6,5 tấn. Dòng 7 tấn, dòng 8 tấn và 9 tấn thì nó sẽ là 825/20 nha quý anh chị. Ở đây mình còn cái bầu lọc bue. Xe thì được trang bị hai bình ắc quy của Panasonic. Và xe này là đã sử dụng tán hơi rồi, mình sẽ có một bầu nén hơi. Đây.
đó, về phần chassis, khung gầm của xe, đà dọc đà ngang này. Đối với phiên bản thùng này là thùng nhà máy nha quý anh chị, thùng phiên bản thùng nhà máy, thùng được đóng từ kích thước tiêu chuẩn rồi, vật liệu cũng tiêu chuẩn rồi. Với lớp sau là bánh đôi đồng bộ với lớp trước là 825/16 gai dọc. Hệ thống treo ở phía sau là gồm là có nhíp lá và phục giảm chấn thủy lực. Không có phục giảm chấn thủy lực như anh chị, chỉ có nút nhíp lá thôi. Và đây là những cái bầu phanh, bầu lốc lốc kê của xe, bầu hơi, bầu phanh hơi lốc kê. Cầu xe cũng nó cũng vừa, không quá lớn cũng không quá nhỏ của anh chị. Về phần lớp xe thì xe này được trang bị lớp xe cua là đồng bộ với cả lớp trước lớp sau nha quý anh chị. Rồi, phần đèn hậu. Rồi em sẽ qua bên phần bên hông bên xe bên kia để quay cho quý anh chị xem. Bên đây thì sẽ chỉ gắn trang bị là bình dầu của xe thôi. Bình dầu khoảng 300 lít. Đó, bình dầu hợp kim nhôm. Rồi. Thùng này là thùng phiên bản thùng kính. Có chiều dài là 6m2, chiều rộng là 2m và chiều cao là 2m15. Con này là điểm cabin của nó là sẽ là cabin vuông, cabin đôi nha quý anh chị. Mình có một giường nằm ở phía sau. Đây. Đó, mình có một giường nằm ở phía sau. Vô lăng là vô lăng 4 chấu, vô lăng trợ lực, côn trợ lực, có lo, có đài radio FM, có mấy máy lạnh điều hòa 2 chiều. Ghế thì được trang bị ghế một chỗ, một ghế tài và hai ghế phụ bọc nỉ. Và bằng hộp số xe này, xe này được trang bị là hộp số 6 cấp tiến và một cấp lùi. Còn cái đầu Android này là cái xe này trong cái giai đoạn khuyến mãi đầu Android nó được tài trợ gắn thêm nha quý anh chị. Còn nguyên bản nó sẽ không có cái đầu Android này nha. Nguyên bản không rơi vào được chúng dịp khuyến mãi sẽ không có nha quý anh chị. Đây là cái phanh hơi nên nó sẽ có cái tay phanh thắng tay là phanh hơi đốc kê nè. Đây. Chìa khóa của xe, chìa khóa điện nha quý anh chị, chìa khóa không đóng mở lốc cửa, mở cửa từ xa. Rồi thì cơ bản về xe này em quay cho quý anh chị chi tiết thì sao, nếu anh chị mà có nhu cầu thì mình chắc mình phải lên trực tiếp showroom để xem xe cho nó kỹ càng hơn, rõ hơn, và mình trao đổi về giá cả cũng như các chương trình khuyến mãi nó một cách rõ ràng hơn nha quý anh chị. Rồi thì em Nguyên cũng đã quay và giới thiệu đến báo giá đến quý anh chị sơ lược giá cả và chương trình khuyến mãi cũng như là chi tiết cái con xe này, sơ lược chi tiết cái con xe dắt NH650 Blood thuộc tải 6,5 tấn thùng 6,2 trong giai đoạn tháng 9 2023 này. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu về xe thì liên hệ qua số hotline em để góc màn hình hoặc là để lại thông tin để em Nguyên có thể liên hệ và trao đổi trực tiếp với mình. Thì mong được sự ủng hộ từ quý anh chị, quý khách hàng gần xa. Xin cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã theo dõi video lần này của em Nguyên ạ. Xin cảm ơn ạ.